Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 187 của kênh Nghệ TLD. Và hôm nay thì hai anh em mình gồm mình tên Lương và em Duy sẽ thay nhau tất cả những cái hỏi đáp của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Còn chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ nhất của bạn Tấn Tài Nguyễn. Bạn có hỏi là anh ơi, ThinkPad V50i7 6700HQ thì có render video và làm đồ họa thì có tốt không ạ? Có bị chậm nhiều so với lại 6820HQ không anh? Mong anh giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Em ơi, thực tế thì dòng ThinkPad V50 đây là một trong những dòng máy chạm có cái hiệu năng thực sự là rất là bền bỉ. Và bản thân anh thì cũng rất là yêu mến cái thương hiệu ThinkPad. Bàn phím của ThinkPad thì em biết rồi, nó sử dụng rất là sướng cũng như khả năng tản nhiệt của nó khá là ok. Với chip i7 đó là 6700HQ với 6820HQ thì hiệu năng chênh lệch thực tế khoảng 10%. Ở đây thì em được render video. Nếu mà render video thì cái CPU càng khỏe thì nó hỗ trợ em càng tốt. Nếu mà có điều kiện thì cố một chút thôi em ạ, thêm vài trăm nghìn lên 6820HQ dùng cho nó ngon em nhé. Và cả màn hình thì em chú ý thì bản này nó sẽ có M1000 và M2000. Lưu ý là dòng này nó lại khác hai con, đó là con 7510 và con 15 ZBook G3, đó là cặp màn hình được gắn trực tiếp trên bo mạch chủ. Chính vì thế này em sẽ không có khả năng nâng cấp, là khi em chọn máy em phải chọn là cặp M1000 hay M2000 ngay từ ban đầu em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai của bạn Nhàn Nguyễn. Bạn có hỏi là anh cho sánh cho em máy 7859 và Omen 15 2016 đi ạ. Máy nào đáng mua hơn ạ? Thực tế thì đây là hai anh em cùng cha khác mẹ em, đều đến từ thương hiệu đó là nước Mỹ em ạ. Và cả hai thương hiệu này nó cạnh tranh trực tiếp với nhau. Nếu như theo anh đánh giá thì 7559 nó sẽ có cái form thiết kế nó chắc chắn hơn một chút. Và khả năng tản nhiệt của 759 thì có thể là hơn một chút so với HP Omen. Nhưng con Omen phiên bản 2016 thì nó lại mỏng hơn và nhẹ hơn. Nhìn của nó thì kiểu dáng ý là kiểu dạng như là hiền hơn, sẽ phù hợp cho các bạn mà làm thích những cái phong cách thiết kế đơn giản. Nhưng mà nếu mà qua cái bài test của anh thì con HP Omen 2016 thì có vẻ những quạt tản nhiệt hoạt động hơi ổn hơn một chút so với 7559. Còn ngoài ra hiệu năng của hai máy và cả hai ngôn ngữ thiết kế thì nó lại hoàn toàn khác nhau. Và hiệu năng hoạt động thì thực tế thì nó chỉ tương đương nhau thôi em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba của bạn Hoàng Lê Đức. Bạn có hỏi là em có tầm 15 đến 16 triệu thì mua máy nào để học AutoCAD và chơi game, có vỏ máy không phải là nhựa, màn hình IPS và loa hay ạ? Nếu mà có vỏ máy không phải bằng nhựa và màn IPS thì con này là tính ra em sẽ ở phân khúc máy cao cấp. Nếu thực sự chỉ làm AutoCAD không thì và chơi game, nếu mà chơi game thì hơi sang em ạ. Bởi vì chơi game thì em lại định hình ở phân khúc đó là gaming. Và gaming trong cái tầm tiền của em mà mua máy vỏ nhôm thì nó luôn là không có em ạ. Bởi vì gaming thì thường nó sẽ ở phân khúc phổ thông và tầm trung thôi. Ví dụ trong tầm khoảng 15 triệu ở màn IPS thì em chọn con 5577 sẽ có cái cấu hình cao nhất. Nhưng con vỏ của máy thì hoàn toàn bằng nhựa thôi em ạ, không phải được hợp kim nhôm. Còn nếu như con sẽ cũng có máy vỏ bằng hợp kim nhôm cho em nhưng nó lại trang bị đó là chip U thì em có thể tham khảo. Mà chip U thì cái hiệu năng về đồ họa thì nó lại thấp hơn so với cái dòng máy gaming. Thì em sẽ cân đối nhé, anh sẽ giới thiệu cho em hai con Dell. Một là con Dell 7559 trong phân khúc 5577, xin lỗi em tầm tiền em là mua được 5577 rồi. Sẽ trang bị đó là i5 7300HQ, chip HQ nó sẽ khỏe hơn chip U rất là nhiều. Và cả màn hình kèm theo máy đó là GTX 1050 với dung lượng 4GB, màn hình Full HD IPS sẽ có giá là 15.500.000 trên thị trường, sẽ kèm theo cứng SD và một ổ cứng 1TB lưu trữ. Trong khi đó nếu mà em chọn phiên bản vỏ nhôm thiết kế sang trọng và viền màn hình mỏng đẹp nhất của nó thì em chọn con Dell Inspiron 7560. Máy được trang bị đó là i5 7200U, RAM 8GB, SSD 128 và kèm theo cặp màn hình rời của nó là MX940, dung lượng 2GB thôi. Thì con này nếu mà về nói về nguyên lý thiết kế thì con là mỏng và sang trọng. Nó trọng lượng dưới 2kg, trong khi đó 5577 là hơn 2kg, 2,5kg. Thì em sẽ cân đối ở đây là cái nhu cầu em sử dụng thực tế. Một cái là sang trọng, mỏng, nhẹ và cơ động đi lại được. Còn một cái là gaming nó khỏe nhưng lại không được trang bị vỏ nhôm. Thì em cân đối tài chính và cân đối nhu cầu của em nhé. Còn chúng ta thì cùng đến với hỏi thứ tư của bạn Hà Lý Võ. Bạn có hỏi là anh cho em hỏi, anh tư vấn cho em về laptop cỡ 12 inch tầm giá dưới 10 triệu. Vì em thích laptop nhỏ gọn nhẹ. Em biết chơi game chủ yếu là làm việc Word, Excel, tìm kiếm tài liệu. Cảm ơn anh nhiều ạ. Tầm 10 triệu của em, 10 triệu. Em chọn cho anh con HP Folio 1012G1. Chiếc máy được trang bị đó là màn hình 2K luôn. Chiếc máy này để giải trí anh nghĩ là khá là ok vì màn hình nó rất là đẹp, 2K IPS. Sẽ có hỗ trợ cảm ứng cho em. Sẽ có M5, RAM 8GB, SSD 256. Giá của cửa hàng anh đang bán là 10.500.000. Đó là phiên bản này. Nhưng em chú ý được con M nó sẽ không khỏe mấy đâu. Mà nó tối ưu cho những người dùng văn phòng, cơ động, di chuyển. Được cái là thời lượng pin bù lại. Máy lại vỏ kim nhôm, chỉ có 10.500.000. Còn nếu mà có một phiên bản nữa nó là 7250 Latitude thì con này được cái nó là phân khúc máy chip của nó là chip chuẩn luôn. i5 5300, RAM 8GB, SSD 256, sẽ có giá thị trường nó là dưới 10 triệu thì em cân đối hai phiên bản này để lựa chọn. Còn có một con nữa nhá, nếu mà con này em thêm để dùng pin này thì
thiên về bàn phím này và hoạt động khủng bố luôn, và ý nó là kiểu bền bỉ lồi đồng của đá ấy. Thì em chọn cho anh con ThinkPad X260 đấy, còn lại pin của nó có thể dùng 6-7 tiếng, nó dày một chút nhưng mà con này thì cực kỳ châu bò luôn. Thì em có thể cân đối 3 sự lựa chọn, một đó là ThinkPad X260, phiên bản thứ hai đó là HP Folio 1012 G1 đấy, và phiên bản thứ ba đó là Dell 7250 Latitude em nhé. Còn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 5 của bạn Gấu Đức. Bạn có hỏi là tầm 30-40 triệu thì nên mua máy gì thật đẹp, sử dụng lâu dài và ổn định anh? Em chủ yếu soạn thảo văn bản với xem phim giải trí thôi ạ. Cảm ơn anh ạ. Nói chung cái tầm tiền của em thì nó là tầm đẳng cấp rồi, đại gia rồi em ơi. Với cái tầm tiền của em thì nó lại có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như em thích cái ngôn ngữ thiết kế hiện đại thì Dell XPS 9570 sẽ là phù hợp nhất với em. Máy có trọng lượng đó là 1,8kg và trang bị cấu hình nó là i7-8750H, RAM 8GB DDR5-6 và màn hình của nó là Full HD IPS viền mỏng. Thời lượng pin của máy có thể trụ được 10 tiếng. Chiếc máy này nếu em mua mới thì nó sẽ có giá khoảng 35 triệu. Còn nếu như em mua cũ đã qua sử dụng giá là 28 triệu 500. Còn nếu như em có điều kiện kinh tế và là mua phiên bản màn hình 4K của nó phải là xuất sắc nhất luôn, hỗ trợ cảm ứng đa điểm cũng như cái cấu hình vừa rồi, ví dụ 16GB 512, thì giá trên thị trường nó sẽ khoảng 34 triệu 500 cho cái máy đã qua sử dụng rồi. Còn máy mới thì em phải bỏ ra xấp xỉ khoảng tầm 40 triệu để em lựa chọn. Ngoài ra thì em hoàn toàn có thể chọn các phiên bản MacBook như anh đang dùng trên bàn. MacBook thì nó là cái hệ sinh thái macOS, cái đòi hỏi người dùng thì cũng phải biết dùng và phải làm quen với nó. Nhưng mà đã làm quen rồi, dùng sướng rồi, giống như phiên bản của anh đang dùng trên bàn thì cực kỳ là ngon. Nếu trong cái tầm từ 30 triệu thì em sẽ mua được phiên bản như MLH12, phiên bản đó là máy cũ đã qua sử dụng 2016, giá thị trường khoảng là 32 triệu 500. Phiên bản 2017 cái cấu hình như là i7-16 ổ SD256 sẽ có giá khoảng 35 triệu. Còn nếu mà phiên bản 2018 như anh đang dùng đây, con Core i9 chẳng hạn, thì giá là 47 triệu, còn phiên bản Core i7 là 43 triệu, thì em có thể cân đối. Còn nếu mà thiết kế cái ngôn ngữ nó là tối giản và bấm một tí nhiều, dùng hệ sinh thái của Windows, thì em có thể chọn chiếc ThinkPad P1, có lẽ cực kỳ bỏng nhẹ luôn. Máy mới sẽ dao động tầm 40 triệu, của máy đã qua sử dụng rồi dao động tầm 35 triệu. Và đây là chiếc máy Mobile Workstation, nó còn gọi là máy dành cho kỹ sư đồ họa và làm những công việc phức tạp về kỹ thuật. Trọng lượng chỉ có 1,7 cân thôi, con này cũng là đẳng cấp. Thì em có thể cân đối vài cái sự giới thiệu của anh vừa rồi để em xem em nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 6 của bạn Khánh Nguyễn. Bạn có hỏi là máy Acer Aspire 5 em mới mua, màn hình nhìn rất tệ thì làm cách nào để khắc phục ạ? Thực ra thì em cũng chấp nhận mua Acer để anh bảo em rồi. Thứ nhất là cái dòng giá rẻ như dòng như em đang dùng thì nó sẽ có màn hình TL hoặc là màn hình thậm chí là không Full HD đấy, thì tệ cũng là phải thôi bởi vì nó rẻ, nhưng mà bù lại thì em sẽ có một cái máy cấu hình rất là cao. Còn nếu mà để khắc phục nhược điểm thì chỉ một số máy sẽ cho phép, ví dụ như là màn hình TL thì em có thể qua cửa hàng anh sẽ nâng lên màn hình Full HD IPS. Thì em nếu mà đổi màn hình thì em mất khoảng 1 triệu thì nó sẽ đẹp hơn, sẽ phù hợp hơn. Với màn hình IPS sẽ có góc nhìn rộng hơn, màu sắc sáng hơn, đẹp hơn, trung thực hơn, thì em cân đối tài chính xem có nâng cấp hay không. Chứ cũng phải chấp nhận là dòng giá rẻ thì bao giờ cũng kèm theo mọi thứ nó sẽ rẻ hơn và có thể là thiệt cho người dùng em nhé. Còn chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi thứ 7 của bạn Hải Vũ Đức. Bạn có hỏi là anh thấy con Acer VivoBook Pro F571GD ổn không ạ? Anh nghĩ nó dùng được mấy năm nữa đối với làm đồ họa nhẹ và chơi game nhẹ ạ? Thực tế thì với chip i5-8300H thì anh thấy cũng ổn mà. Đây là con chip cũng khá khỏe, bộ lõi 8 luồng, mạnh tương tự như phiên bản nó là i7-7700HQ. Với cái công nghệ CPU Cortex 8 như này thì anh nghĩ có thể dùng thêm khoảng 4-5 năm mà không lỗi thời. Chú ý để nâng cấp SD cho máy và RAM khoảng tầm 16GB dùng là ngon lành. Và với cái cấu hình như của em đang lựa chọn thì nó sẽ đảm bảo em chơi game cũng như làm đồ họa ở mức tầm trung tương đối là tốt, có thể edit các định dạng video 4K khá mượt mà em nhé. Còn chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 8 của bạn Hương Trần. Bạn có hỏi là em chào anh Lương, em có một vấn đề muốn hỏi ạ. Em xin cảm ơn anh. Em đã dùng chiếc ThinkPad VGF541 và cài Ubuntu bản 19.10. Từ khi cài lại em dùng máy được khoảng 1 giờ thì máy bị đơ và màn hình bị re re giống như TV. Anh cho em hỏi là máy em bị làm sao ạ? Thành anh, chúc anh cửa hàng ngày càng phát triển ạ. Trong tình huống này thì em kiểm tra lại cho anh nhé. Thứ nhất là em thử cài hệ điều hành Windows đi. Nếu em để chạy cả song song hai hệ điều hành đi. Nếu như trên Windows nó sử dụng hoàn toàn bình thường thì có thể phiên bản Ubuntu của em nó đang bị lỗi và không tương thích với cái máy đó là VGF511. Ví dụ vậy. Còn nếu mà trong trường hợp mà em cài Windows nó cũng vậy thì em hãy cài thêm một cái phần mềm nó đo nhiệt độ của chiếc máy này, xem nhiệt độ của máy có bị quá nóng hay không. Nếu nhiệt độ của máy quá nóng trong trường hợp em dùng hơn 1 tiếng mới bị, thì có thể là cái CPU và GPU nó không được làm mát kịp thời, dẫn đến tình trạng treo đơ là do nhiệt độ bên trong máy quá nóng đấy. Trường hợp thứ ba có thể xảy ra nếu mà em đã thử qua hai cái bài kia thì em kiểm tra thử xem ổ cứng xem có vấn đề gì không. Đã có trường hợp nhà anh gặp đó là ổ cứng nó gặp vấn đề,
và chạy lâu nó bị nóng, treo là do ổ cứng. Đấy, thử ba cái biện pháp vừa rồi em thử test xong. Còn nếu mà không biết kiểm tra thì có thể qua cửa hàng anh sẽ hỗ trợ kiểm tra cho em hoàn toàn miễn phí em nhé. Còn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 9. Bạn có hỏi là em chào hai anh, chúc hai anh nhiều sức khỏe. Em đang định nâng cấp máy tính, con cũ của em là Dell Inspiration trâu bò lắm. Em đang nhắm một con Lenovo IdeaPad. Dòng IdeaPad thì có thực sự ngang với Dell không? Vì em nghe nói thì chỉ có ThinkPad là công nghệ của IBM tạo thành một thương hiệu riêng thôi. Em cảm ơn hai anh ạ. Thực tế thì thương hiệu Lenovo như ngày hôm qua anh đã nói rồi, đây là một thương hiệu máy tính sản xuất bây giờ là lớn nhất thế giới luôn. Họ bán ra rất là nhiều các phân khúc, các dòng máy tính khác nhau. ThinkPad thì nó có một cái đẳng cấp sự sang trọng cũng như là tinh tế và đặc biệt giá tiền rất là đắt, không thua kém bất kỳ một loại máy gì trên thế giới. Và ThinkPad thì nó là cái tiền thân phát triển của thương hiệu IBM. Còn ngoài ra các thương hiệu khác của Lenovo phát triển thì nó sẽ có dòng như dòng tầm trung, dòng giải trí, đấy vân vân. Còn như con của em thì IdeaPad nó là thuộc dòng phổ thông. Thực tế thì anh cũng đã từng test một số mẫu máy của dòng này. Anh thấy chất lượng của nó cũng được, ổn. Nhưng có điều là cái chất liệu vỏ cũng như cái chất lượng bàn phím chắc chắn nó sẽ không bằng ThinkPad được. Khẳng định cho em là như vậy. Còn hiệu năng hoạt động của những chiếc máy này anh nghĩ cũng là ok và phù hợp với những người làm văn phòng. Lưu ý với dòng máy của em chỉ là phù hợp với những người làm văn phòng với những cái công việc đồ họa cơ bản và có thể dùng để lập trình. Em nhá, thì cân đối tài chính trước khi em mua em ạ. Còn muốn đổi máy gì thì cứ qua cửa hàng, anh sẽ hỗ trợ đổi máy cho em nhá. Còn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10, cũng là câu hỏi cuối cùng cho số hỏi đáp ngày hôm nay của bạn Trung Nguyễn Văn. Bạn có hỏi là anh ơi, em mua laptop chơi game hiệu MSI, một con i5-9300H GTX 1650 MacView và một con i7-9750H GTX 1050 Ti. Em nên chọn con nào ạ? Anh tư vấn giúp em với ạ. Trong tình huống của em thì anh sẽ phân tích một chút nhé. Đối với việc con i5-9300H và con i7-9750H thì tất nhiên sức mạnh của con i7-9750H sẽ hơn rất là nhiều, có thể lên đến khoảng 30%. Nếu như em sử dụng các phần mềm liên quan đến tính toán render hình ảnh hoặc render video thì CPU càng cao sẽ hỗ trợ em càng tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình cũng như các ứng dụng chạy mô phỏng hay các ứng dụng mà sử dụng trong khối tính toán thì nó rất là tốt đấy. Còn phân tích một chút về cảm hình là GTX 1650 MacQ và 1050 Ti. Nếu như con 1650 thông thường thì nó sẽ mạnh hơn so với con 1050 Ti 40%. Như con này của nó là MacQ thì anh nghĩ là đá MacQ thì nó sẽ tối giản giảm hiệu năng đi một chút, thì anh nghĩ chắc là con sẽ mạnh khoảng hơn 1050 Ti một chút thôi. Thì em cân đối xem mua sẵn một dòng sản phẩm nào. Còn nếu như là anh ở đây thì em không ghi là em mua máy gì, bởi vì nó thường nó còn cái dòng máy nữa cơ, nó tối ưu về rất là nhiều linh kiện thì nó sẽ bổ trợ các linh kiện cho nhau. Còn trong tình huống này nhá, nếu như em sử dụng chơi game thì chọn 1650 được em ạ, bởi 1650 nó sẽ hỗ trợ chơi game chắc chắn là mạnh hơn 1050 Ti đấy. Thì anh chưa tham khảo cái bảng ấy đâu, nhưng mà anh nghĩ là mạnh hơn. Còn con 1650 với cả 1050 Ti là mạnh chênh nhau đến 40%, nó là con thông thường đấy. Còn CPU thì cái lọ là bù ấy kia. Thì nếu mà các phần mềm như vừa nãy anh nói sử dụng CPU nhiều thì hãy chọn con i7-9750H. Còn nếu mà chơi game thì em chọn con GTX 1650 MacQ em nhá. Thì cân đối được cái nhu cầu sử dụng thực tế của em. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hồi đáp thứ 187 của kênh công nghệ TL. Và cứ 2 ngày thì chúng tớ lại sẽ có một số hồi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, tư vấn về phần cứng, phần mềm hay là các câu hỏi về đánh giá hoặc mổ xẻ nâng cấp các dòng máy tính, các bạn cứ đặt các câu hỏi bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời các tin nhắn hoặc có thể là gọi điện trực tiếp tư vấn cho mình. Số điện thoại của mình nó là 077-357-469 ở cuối. Và bọn tớ cũng có thể là làm những cái video quay ngắn gọn như này, các bạn sẽ cập nhật kiến thức và chúng tớ thì cũng tương tác tốt hơn. Mong các bạn là ủng hộ kênh bằng cách đó đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật được kiến thức mới nhất. Còn bây giờ anh em mình xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.